Thưa quý vị, thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, cơ quan này vừa quyết định thành lập tổ công tác về tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới. Tổ công tác sẽ do lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng, lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới làm tổ phó và mời đại diện thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải địa phương tham gia khi thực hiện kiểm tra, rà soát tại đơn vị đăng kiểm. Dự kiến từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2023, tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, rà soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc gồm có công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các đơn vị, điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định. Ngoài ra, tổ công tác rà soát và đề xuất bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, quy định để khắc phục sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội điều kiện phát sinh tham nhũng tiêu cực, nhận diện từng khâu, vị trí công việc tiềm ẩn, giải phát sinh tiêu cực và giải pháp phòng ngừa. Nội dung kiểm tra rà soát gồm có hồ sơ về điều kiện hoạt động của đơn vị đăng kiểm, điều kiện nhân sự, công tác tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên, trang thiết bị và việc thực hiện kiểm định xe cơ giới, hoạt động quản lý, sử dụng và lưu trữ dữ liệu kiểm định, công tác thu nộp và quản lý, sử dụng phí bảo trì đường bộ, quản lý, sử dụng phôi ấn chỉ đăng kiểm được cấp phát. Các nội dung khác thuộc chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Bên cạnh đó, tổ công tác cũng xem xét xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới theo quy định tại Nghị định số 139 năm 2018. Trường hợp vượt thẩm quyền thì ghi nhận vào biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, liên quan vụ án môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại 9 trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết những thủ đoạn cụ thể của các trung tâm này bao gồm bỏ qua các lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công, cho thuê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải. Thì đáng chú ý là đối với những cái trung tâm mà đăng kiểm do cái đối tượng Trần Lập Nghĩa làm giám đốc á, thì chúng tôi phát hiện có một cái nhóm hành vi vi phạm nữa, đó là cái nhóm giả mạo công tác. Thì cụ thể là các cái đối tượng này đã lợi dụng thực hiện cái việc là làm trái các quy định, là đối với một cái trung tâm đăng kiểm là phải quy định có 3 cái đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất là một cái đăng kiểm viên bậc cao. Tuy nhiên các cái đối tượng do các cái trung tâm nói trên do Trần Lập Nghĩa cầm đầu này thì các cái đối tượng này là cố ý hợp thức hóa cái việc mà bố trí các cái đăng kiểm viên này và giả mạo các cái chữ ký của các cái đăng kiểm viên mà không có thật tại các cái trung tâm đăng kiểm này để ký cấp cho khoảng là 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và cái tiền thu lợi ước tính trong cái với cái số liệu tôi ước tính là trên 10 tỷ đồng. Sử dụng nhân viên không có chức năng, là không có giấy chứng nhận đăng kiểm viên, mà mặc quần áo đăng kiểm để sau đó là thực hiện các bước đăng kiểm xe cơ giới, và đối tượng sẽ tránh cơ quan chức năng phát hiện bằng cách là đi lúc nào cũng cho 3 đối tượng đủ mặc quần áo đăng kiểm đi vòng quanh camera mà của Cục Đăng kiểm giám sát, dẫn đến là về nhìn trên hình ảnh thì lúc nào cũng có 3 đăng kiểm viên mặc quần áo đăng kiểm, nhưng thực tế là trong số này thì các đối tượng không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên nhưng vẫn tham gia đăng kiểm. Theo thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, những phương tiện xe cơ giới không đủ điều kiện đo độ khói của khí thải, các trung tâm đăng kiểm đã dùng thủ đoạn lấy giấy trắng để cản trở thiết bị đo khí thải để phương tiện đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, về kiểm định kỹ thuật, một số phương tiện không đạt tiêu chuẩn về phanh nhưng vẫn hoạt động sẽ gây rất nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông và chính người điều khiển phương tiện. Ngoài ra, thiếu tá Nguyễn Thành Hưng cũng cho biết thêm, các bị can trong vụ án này đã hợp thức hóa đăng kiểm cho những phương tiện đã cơi nới thành thùng để qua mặt lực lượng cảnh sát giao thông. Một là xe tải mà đã cơi nới thành thùng rồi, sau đi đăng kiểm thì các đối tượng này hợp thức hóa cho đăng kiểm giấy chứng nhận đăng kiểm trên xe để qua mặt lực lượng cảnh sát giao thông ấy, là hợp thức hóa là bằng cái kích thước đã được cơi nới rồi. Cái hai nữa là có những xe cơi nới rồi mà đi đăng kiểm thì có do nhu cầu chủ phương tiện thôi, là liên hệ là chỉ cấp giấy chứng nhận đăng kiểm để không bị phạt.
Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, những hành vi này là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc giám sát số lượng, chất lượng, phương tiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, gây nguy hiểm tính mạng cho chủ phương tiện và người tham gia giao thông. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo chủ phương tiện xe cơ giới không thực hiện hành vi đưa hối lộ cho các trung tâm đăng kiểm. Nếu phát hiện phương tiện đã đăng kiểm không đủ điều kiện kỹ thuật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để theo dõi sớm nhất những tin tức của chúng tôi.